Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Thì hiện tại mình đang có một cái tin khá là buồn mà muốn thông báo đến các bạn. Đấy là hiện tại là cái kênh HP Free Fire của ta đã bị xóa mất tiêu rồi các bạn. Thì mình cũng béo hiểu lý do tại sao bị xóa luôn. Đấy, rất là cay luôn. Nhưng mà được cái là bù lại một cái điều rất hay. Đấy là trong cái hôm nay ấy, là bên YouTube đã gửi lại cái thông báo gọi là ân xá cho mình. Cái kênh sĩ kẹo là chúng ta có thể đăng video trở lại như bình thường rồi. Đấy, thì nói chung là trong cái rủi ấy, thì chúng ta lại có cái may nên không có gì phải lo cả các em nhá. Thế nên là thời gian tới thì mình sẽ hoạt động ở trên kênh này. Vì thế các bạn nhớ là đón xem những cái video mới trên kênh này mọi người nhá. Ok, giờ là quay trở lại với cả cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay ấy. Là chúng ta sẽ không làm cái chủ đề boss skin nữa, mà mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao chúng ta có thể nhận được các bộ đồ miễn phí ở bên trong game. Và chúng ta sẽ không mất một cái đồng nào luôn mọi người nhá. Đấy, mọi người khá là tò mò đúng không? Thì được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy ra là xem cái nhiệm vụ nào có thể cho chúng ta cái đồ miễn phí. Đấy chính là cái nhiệm vụ gọi là bữa tiệc đối kháng em nhá. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cái nhiệm vụ này. Ở cái nhiệm vụ đấy, các bạn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và các bạn sẽ có tổng cộng là 3 lượt đấm. Một lượt đấm là sẽ có được đấm một cái này sẽ đấm được 10 đạn. Lượt đấm thứ hai nó sẽ đấm được nhiều hơn. Và lượt đấm cuối cùng ấy nó sẽ là lượt đấm VIP Pro, nó sẽ có lượt đam từ 50 đến 80 các bạn, rất là khủng bố luôn. Và ở đây các bạn thấy đấy, để có thể là có được những lượt đấm này thì các bạn sẽ cần làm nhiệm vụ để đăng nhập để chơi một trận này gây 300 sát thương này. Và hạng gục của bạn thì các bạn sẽ có được một cái lượt đấm VIP mọi người nhá. Đấy, rất là hay luôn. Đó, và nếu mà các bạn để ý ở trên phía trên này này, cạnh bên dưới cái thanh máu ấy mọi người, sẽ có những cái hình mà kiểu hình được gạch chéo ấy, là những cái trận mà mình đã thắng rồi. Và khi mà mình đã thắng tất cả các trận rồi ấy thì ta sẽ có được cái trang bị xe lam mọi người nhá. Ui dồi ôi, vãi cả trứng luôn, tôi đấm thử một phát cho em coi. Tôi đấm nó 10 máu mà nó đấm thích quá, đấm cho tôi gãy răng tận 25 máu luôn anh em ạ. Gọi là gây vãi cả đá luôn, con gái con nữ mà đánh thế này thì bố thằng nào mà dám lại gần, đúng không anh em? Đấy được rồi, nói chung là nói vui vui vậy thôi. Thì nói chung là mọi người đã biết là cách làm sao để có thể sở hữu được cái trang bị xe lam này miễn phí rồi đúng không? Ok, và chúng ta sẽ sang với cả cái nhiệm vụ tiếp theo. Đó, đấy là cái nhiệm vụ chúng ta chỉ cần đăng nhập vào game này là chúng ta đã có thể là sở hữu được cái set đồ trị đẹp với cả cái hành động gọi là Skyler rồi mọi người ạ. Thì chi tiết ấy là cái nhiệm vụ này sẽ bắt đầu từ ngày 26 cho đến ngày 5 tháng 4. Mọi người chỉ cần đăng nhập đủ vào là 8 ngày đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ sở hữu được cái set đồ trị đẹp mọi người nhá. Với cả kèm theo đó là cái hành động Skyler. Thì đây đăng nhập 3 ngày chúng ta sẽ có được cái mặt nạ và 5 ngày chúng ta sẽ có được cái giày với cả cái hành động Skyler. Tiếp theo là 7 ngày ta sẽ có được cái bộ quần của cái set đồ trị đẹp. Trị đẹp. Đó, anh em thấy đẹp không? Quá là đẹp luôn chứ gì nữa. Đùi thon trắng trẻo cái thứ này trông ngon vãi trưởng luôn anh em ạ. Yeah boy. Ok được rồi nhá. Thì tiếp theo là đến cái ngày thứ 8, mấy anh ta rất là khô luôn. Những cái bộ trang phục như kiểu là mũ với cả áo là những cái trang phục rất là quan trọng. Thì để cái ngày cuối cùng đấy em có thể là kiên trì đăng nhập đủ 8 ngày để ta có thể sở hữu được cái set đồ trị đẹp là hoàn toàn miễn phí. Và kèm theo đó là cái hành động Skyler nữa rồi anh em ạ. Ok, và bây giờ các bạn sẽ thắc mắc làm sao chúng ta có thể sở hữu được cái set đồ nam đúng không? Đấy, cái set đồ nam thì nó lại không miễn phí anh em ạ. Mấy anh gà rán khôn bãi trưởng luôn. Biết rằng là cái nhu cầu của anh em gọi là chơi Free Fire toàn là con trai, hầu hết là con trai thôi. Nên là chủ yếu là những cái sự kiện này thì sẽ cho chúng ta những cái bộ đồ miễn phí của nữ. Còn của nam chúng ta sẽ gọi là mất kim cương em nhá. Rất là cay luôn. Thì đây chúng ta sẽ vào cái phòng quay ma thuật này. Đó, thì cái phần thưởng ở trong cái vòng quay này chúng ta sẽ có được cái nắp đấm tử quyền này với cả cái cục đá màu vàng. Cái cục đá màu vàng nó sẽ có tác dụng gì? Cái cục đá màu vàng ấy, khi mà các bạn tích đủ nắp cục đá là chúng ta sẽ sở hữu được cái set đồ HK. Đấy, set đồ HK rất là đẹp đúng không? Và 4 đá chúng ta sẽ sở hữu được thẻ thả phòng, 3 đá sở hữu được vé vòng quay chế tác, 2 đá sở hữu được vé vòng quay vũ khí và 1 đá là vé vòng quay kim cương em ạ. Đó, thì mỗi lượt quay của chúng ta nó sẽ tương đương từ 19 cho đến 79 cái kim cương. Các bạn chỉ cần là quay làm sao đủ 5 viên đá là các bạn có thể đổi ra được cái set HK rồi em nhá. Đó, còn đó là tất cả những cái nhiệm vụ mà chúng ta có thể nhận được đồ miễn phí. Và nếu như các bạn thấy hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube và đừng quên bấm chuông để có thể được xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ vào trong game và gọi là đấu, gọi là chiến thắng, cố gắng giành chiến thắng thật là nhiều mọi người ạ, để chúng ta có thể là hoàn thành cái nhiệm vụ vừa nãy và mình bảo đấy mọi người, để chúng ta có thể sở hữu được cái gọi là cái skin xe lam miễn phí, hoàn toàn miễn phí luôn em nhá. Nào mày đây, tao tay không bắt giặc kìa, mày hư này. Úi rồi, cái gì đây? Đấy đúng rồi đấy, không phải như thế chứ, mẹ tiên sư rồi đó chứ, tôi làm hết rồi, tôi không khác gì cái bia đỡ đạn chạy ra để cho chúng nó bắn vào người tôi. Mấy ông mà không ăn được nữa thì đừng có gọi tôi là bố nữa nhá. Ok được rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả cái ván đấu thứ hai. Thì mình vẫn chơi theo cái lối chơi đấy, đấy là mình sẽ chơi không súng em ạ. Không súng mà vẫn đấm tay, vẫn chết được bọn này, thế nó mới gọi là đỉnh cao, vẫn thắng được em nhá. Đấy, hơi căng ấy.
Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉ mua những cái trang bị như kiểu là mũ giáp các thứ thôi. Tại vì mọi người biết là mẹ lên cái trận thứ hai, thứ ba là bắt đầu là nó mua được súng trường với cả súng tiểu liên rồi, nó bắn cho vỡ mồm luôn, vỡ alo luôn đấy các bạn. Đấy, nên là chúng ta phải có cái trang bị giáp với cả mũ thì nó mới có thể là đảm bảo gọi là đấm tay nó gọi là khô máu được em ạ. Đấy, chúng ta sẽ lên phía trên nhà và chờ thời cơ mọi người nhá. Chứ chả có thằng ngu nào mà tự nhiên chạy ra tay không bóc giặc, sau đấy là nó ở trên nhà ấy, nó cầm súng nó bắn cho một phát là vỡ mồm luôn. Ok, và các bạn có thể thấy rằng là hiện tại là team của mình đang dẫn trước 2 màn rồi. Và mục tiêu chúng ta chỉ cần thắng 4 trận là chúng ta đã có thể là win trong cái chế độ thử chiến này rồi em nhá. Ôi trời ơi, cân team ở đấy, bắt đầu là 3-3, giờ là còn 3v3 các bạn, bắn căng căng phết này các bạn. Ô, đồng đội của mình thì đang có vẻ như đang dâng lên trên nhà này và mình nghĩ đây sẽ là cái cơ hội khá là tốt. Bởi vì khi mà mình chạy lên thì chúng ta sẽ không phải lo về cái việc là bị chúng nó cầm súng chúng nó bắn, gọi là vỡ alo luôn đấy anh em ạ. Nào bây giờ chúng ta chạy lên phía trên nhá, là thừa nước đục thả câu, dân chơi này không có sợ mưa rơi. Và để có thể là gọi là đấm tay tốt hơn trong cái chế độ này ấy, thì mình có cài cái tính năng của nhân vật Kala là một này, nhân vật Jostarel này, với cả nhân vật Kelly. Đấy, tổng cộng là 3 nhân vật đấy. Và có cái tính năng chủ động nữa của nhân vật Alok nữa thì đấm gọi là cũng phải gọi là thôi rồi luôn em ạ. Đấm căng không? Đấm phát nào là vỡ một keo phát đấy luôn, không đùa. Thằng nào ra đây là tôi đấm cho nó không chịu phát nào. Ô, mà thế quái nào đang ngồi xàm gì với anh em, thế quái nào bây giờ địch có đúng một thằng cuối này. Cái mạng cuối này không thể nào mà nhường cho đồng đội nữa. Mạng này chắc chắn là phải thuộc về tay mình rồi mọi người ạ. Từ từ, phải tìm được cái vị trí thằng mạng cuối nó chạy. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thằng cuối đây rồi, chạy ra vị trí của thiên luôn nhá. Mạng này phải là cái mạng của tôi, mấy ông tránh hết ra. Để yên, để yên. Mạng này là mạng của tôi nhá. Từ từ, bây giờ ta cố gắng chạy lên, nhanh để chạy lên trên thật là nhanh này, không bọn này nó cay hết mạng vỡ mồm luôn. Rồi, bây à đây, ta thấy mày rồi là ai đã bảo rồi mà. Mạng này là mạng của tôi mà mấy ông ăn thì quái đâu được. Ok, vậy là chúng ta đã gọi là win được 3 trận ở trong cái chế độ tử chiến này rồi các bạn, chỉ cần win đốt trong cái ván đấu này nữa thôi. Win đốt thêm cái trận nữa thôi là chúng ta đã có thể là chiến thắng ở cái chế độ tử chiến này rồi. À, em thấy easy không? Quá là easy luôn. Và chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ đấy là gây 300 sát thương này, đăng nhập các thứ này. Đấy, tí nữa chúng ta lại ra chúng ta nhận quà tiếp mọi người nhá, để có thể đấm tay làm sao ra được cái trang bị xe lam thì thôi. Ok, được rồi, và bây giờ chúng ta vẫn sẽ bỏ súng ra như bình thường thôi. Và đến cái ván đấu thứ ba ở đấy thì mọi người biết rằng là địch nó sẽ trang bị khá là nhiều skin súng VIP, nên là chúng ta đấm tay thì hơi khó đấy, nhưng mà không sao, gọi là phải có khó khăn mà chúng ta phải trải qua đắng cay một bùi ta mới có thể là có được những thành quả được, đúng không anh em? Gọi là mình đấm tay thế như thế cho nó chúng nó phục luôn, chúng nó thấy là cái trình độ của mình khác xa hoàn toàn với cả trình độ chúng nó sẽ sợ là sao chúng nó kéo theo chơi game luôn anh em ạ. Ok, được rồi nhá, bây giờ chúng ta chạy ra phía bên ngoài luôn. Cơ hội, đâu rồi, à đây rồi, đúng rồi đấy. Những thanh niên gọi là thí tốt thí mạng của chúng ta đã chạy lên trước rồi. Và đây rồi, chúng ta đã thấy được một thanh niên ở bên trong căn nhà rồi, phải đấm cho ạ. Đấm cho nó vỡ alo, mày đấy. À, mày cầm súng ăn, mày bắn tao, mày bắn tao này, đỡ bà vớ vẩn. Đấy, bắn, đấm cho vỡ alo luôn nhá. Nào, thanh niên cuối cùng đâu rồi, thanh niên cuối cùng đâu, chạy ra đây để hiến mạng cho tôi xem nào. Được rồi, ốt, vãi cả trưởng luôn, trời ơi. Không sao, em thấy gì chưa? Đấm tay chúng ta giành thứ một thì bọn này tuổi tôm luôn. Đùa với nhà chùa. Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay ấy, thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe YouTube. Và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.